Chào mừng các bạn đến với kênh Triệu Hoàng Tú Official. Trong video ngày hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn thông tin địa lý thú vị, đó là nước biển đến từ đâu, vì sao nó không cạn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Biển cả mênh mông không bờ không bến đã từng gây cho con người vô số ảo tưởng, cũng như lưu truyền rất nhiều thần thoại về nó. Nước biển nhiều như vậy là từ đâu mà có? Có thể bạn sẽ nói là do nước mưa từ trên trời rơi xuống, nước sông từ sông ngòi đổ vào. Vậy xin hỏi nước trên trời và nước sông do đâu mà có? Nói cho cùng thì vẫn từ biển cả. Theo tính toán, mỗi năm lượng nước từ biển bốc lên trời tới 447.980 km khối. Phần cực lớn của khối nước này ngưng đọng thành mưa trên vùng trời biển cả để lại rơi xuống biển, phần còn lại rơi trên lục địa, sau đó cũng phải qua mặt đất hoặc chảy ngầm dưới đất về biển. Cứ như vậy tuần hoàn mãi, chính vì thế mà biển bao giờ cũng có nhiều nước và không bao giờ cạn. Vậy thì lúc ban đầu nước biển ấy từ đâu mà có? Hầu hết nước trên trái đất được chứa ở biển cả. Vì vậy muốn trả lời câu hỏi ban đầu nước biển từ đâu mà có, trên thực tế là phải tìm lời giải đáp từ câu hỏi nước trên trái đất từ đâu mà có. Có một cách nhìn cho rằng nước trên trái đất khi trái đất hình thành là được phân ly từ một số vật chất vũ trụ, còn sau khi trái đất đã hình thành thì do nước từ trong trái đất trào ra không ngừng tích tụ lại trên mặt đất. Điều đó có thể chứng thực khi núi lửa ngày nay hoạt động. Quy mô nước trong lòng đất phun ra hiện nay vẫn còn rất lớn. Một lần núi lửa phun lượng hơi nước do nó phun ra có thể tới mấy triệu kg. Từ đó có thể thấy được trong quá trình phát triển lâu dài của lao động trái đất, lượng nước sinh ra như vậy là rất nhiều. Nói chung đều cho rằng đó chính là nguồn chủ yếu của nước trên trái đất, vì nó có thể giữ nước lại không cho nước chạy trốn vào không trung. Ngoài ra trong biển có nhiều nước cũng có liên quan tới nhiệt độ trên mặt đất có thích hợp hay không. Trên bề mặt sao Kim, do nhiệt độ quá cao, nước đều biến thành hơi, còn trên bề mặt sao Hỏa, do nhiệt độ quá thấp, nước bị đóng băng nên những chỗ lõm ở đó đều không có nước. Trên trái đất, sự thay đổi nóng lạnh của khí hậu cũng ảnh hưởng nhiều đến sự tăng giảm lượng nước biển. Khi trời lạnh, phần lớn nước trên trái đất đóng băng, lượng nước chảy về biển giảm bớt, làm cho mực nước biển xuống thấp, biển trở nên nông. Khi trời ấm, băng tuyết trên đất liền tan ra thành nước và phần lớn nước chảy về biển, mực nước biển dâng cao, biển trở nên sâu. Đến đây chắc các bạn đủ hiểu được mực nước biển là từ đâu mà có và cái lẽ vì sao nó không thể cạn. Vấn đề mình chia sẻ trong video này đến đây là hết rồi. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, xin các bạn vui lòng nhấn thích, chia sẻ, đăng ký kênh và nếu có ý kiến thắc mắc, mời các bạn để lại bình luận bên dưới video này. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.